Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thuốc kháng sinh có hại cho sức khỏe của trẻ em và cả người lớn vì có thể tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn giúp chống lại nhiễm trùng. Lạm dụng kháng sinh là tiếp tay cho các siêu vi khuẩn và nhiều loại bệnh. Do vậy, để bé phát triển khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, không lệ thuộc vào thuốc, cha mẹ nên bỏ túi kinh nghiệm tìm kiếm những kháng sinh tự nhiên, hiệu quả, giúp phòng tránh một số bệnh thường gặp cho trẻ em. Đây sẽ là nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Sáp ong là một trong những kháng sinh tự nhiên tốt nhất cho trẻ, thường được ví như bác sĩ thiên nhiên. Nhiều bác sĩ công nhận sáp ong là phương thuốc tốt giúp chữa lành các bệnh nhiễm trùng và tăng khả năng miễn dịch cho trẻ. Vị thuốc này còn kháng khuẩn, chống vi khuẩn có hại hiệu quả mà không tiêu diệt những vi khuẩn có lợi. Sáp ong chứa nhiều vitamin A, các axit béo no và không no. Sáp ong có thể dùng để điều trị cảm lạnh, đau cổ họng, xoang, sốt, virus đường ruột, viêm phế quản, nhiễm trùng tai, đau đầu hay bị côn trùng đốt. Lưu ý cho trẻ dùng sáp ong liều lượng bằng 1/2 liều lượng của người lớn. Dầu ô liu. Cây ô liu được mệnh danh là giống cây của thánh thần. Lá và dầu ô liu có tác dụng kháng khuẩn tốt, chữa lành nhanh các vết nhiễm trùng, ngăn chặn virus sinh sôi và lây lan trong cơ thể. Uống dầu ô liu trị cảm lạnh, cảm cúm, cải thiện hệ miễn dịch. Đặc biệt, dầu ô liu hiệu quả trong việc làm lành các vết xước, vết cắt, bỏng hay phát ban. Đau mắt đỏ, một bệnh nhiễm trùng thường gặp ở trẻ em do vi khuẩn và virus gây ra, có thể được trị tận gốc bằng dầu ô liu. Mật ong và quế. Mật ong và quế là kháng sinh tự nhiên cực tốt cho trẻ mà không có tác dụng phụ. Trẻ em hoặc người lớn bị cảm lạnh thông thường hoặc cảm nặng nên dùng một muỗng canh mật ong ấm với 1/4 muỗng bột quế hàng ngày trong 3 ngày. Quá trình này sẽ chữa bệnh ho mãn tính, cảm lạnh và kể cả các bệnh xoang. Quất, đường phèn. Theo đông y, quất kết hợp với đường phèn có tác dụng kiện tỳ, thông phổi, trừ đờm, trị ho cảm. Tinh dầu tắc sẽ kích thích hệ hô hấp giúp long đờm và tống đờm ra ngoài. Đường phèn vị ngọt tính bình vào kinh tỳ và phế, công năng chủ trị, bổ trung ích khí, hòa vị nhuận phế, chỉ khái trừ đàm. Cây trùm ngây, giàu dinh dưỡng nhiều chất kháng sinh. Nhiều nghiên cứu chỉ ra cây trùm ngây chứa hơn 90 chất dinh dưỡng tổng hợp, bao gồm 7 loại vitamin, 6 loại khoáng chất, 18 loại axit amin, 46 chất chống oxy hóa, hàm lượng lớn các chất chống viêm, các chất kháng sinh, kháng độc tố, các chất giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư, u xơ tiền liệt tuyến, giúp ổn định huyết áp, hạ cholesterol, bảo vệ gan. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ, nguồn dinh dưỡng dồi dào có trong cây trùm ngây sẽ giúp trẻ phát triển về mặt thể chất lẫn trí não. Hơn nữa, các chất kháng sinh tự nhiên có tác dụng bảo vệ trẻ, không ốm vặt. Các mẹ nên bổ sung loại rau dinh dưỡng này hoặc sử dụng các sản phẩm từ trùm ngây vào bữa ăn dặm của trẻ. Nghệ gừng tỏi. Củ nghệ có tính kháng khuẩn và chống nấm rất tốt. Bạn có thể tự chế loại kháng sinh này tại nhà bằng cách trộn một muỗng canh bột nghệ và 5-6 muỗng canh mật ong. Lưu trữ nó trong một bình kín cho trẻ uống 1/2 muỗng cà phê hỗn hợp 2 lần mỗi ngày. Gừng là một biện pháp phòng ngừa rất lớn đối với các bệnh nhiễm khuẩn. Bài thuốc này, khi trẻ bị ho, sổ mũi, người lớn có thể dùng nước ấm gừng đã đun với muối để ngâm chân cho trẻ, vừa ngâm vừa massage hai lòng bàn chân trước khi đi ngủ. Nếu kiên trì làm trong 3 ngày, trẻ sẽ khỏi ho và sổ mũi. Tỏi. Tỏi được sử dụng nhiều trong y học và nó là một chất kháng sinh tự nhiên tuyệt vời. Cách làm: đem hỗn hợp tỏi và mật ong chưng cách thủy trên bếp. Sau khoảng 15 phút hoặc đến khi tỏi mềm nhuyễn ra thì tắt bếp và đem hỗn hợp xuống để nguội. Lọc bỏ bã, sau đó cho trẻ uống 3 lần một ngày, trị ho hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày mai xin được đưa ra một số điều cần tránh khi ăn sáng để không ảnh hưởng tới sức khỏe. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt.